chào mừng các bạn đã quay trở lại với Isabella Phạm Channel. Các bạn ơi, sau lưng của mình á là đài phun nước, kế bên đài phun nước á là khu tắm suối nước nóng từ dưới lòng đất, nóng nước nóng khoảng 30 cho đến 35 40 độ đó các bạn. Đây nè, cái khu này nè đó. Trên tay mình chị đó. Té mẹ. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Isabella Phạm Channel. Ngày hôm nay mình sẽ đưa các bạn đi tham quan một thành phố nhỏ rất là xinh đẹp luôn. Nơi đây thường tổ chức những cuộc thi hoa hậu của Ý. Và đặc biệt ở đây là có suối nước nóng, suối nước khoáng nóng từ thiên nhiên đó các bạn. Đó, mình đang đi trên đường vào trung tâm thành phố đó. Mình đã có mặt ở trung tâm thành phố. Thành phố này là nơi hay tổ chức thi hoa hậu đó các bạn. Tí nữa mình sẽ cho các bạn xem một cái tòa nhà mà nước Ý dùng để tổ chức những cuộc thi hoa hậu. Ok, bây giờ mình sẽ đi một vòng trung tâm thành phố nha. Chào. Đây là con đường đi vào trung tâm thành phố rất là đẹp các bạn ơi. Đây, bên đây là có một cái công viên nè. Wow, chưa có đến mùa thu mà lục lá hết trơn rồi nè. Đẹp ghê luôn. Đó, có một cái công viên. Đây, con đường đi vào trung tâm thành phố. Đẹp ha. Trời 6 giờ chiều mà vẫn còn nắng gắt luôn á. Trời, tổng trồng hoa đẹp quá cả nhà ơi, muốn qua đó chụp hình ghê luôn á. Mình đang đi vào con đường chính của trung tâm thành phố. Và ở bên đây người ta có cái, người ta bán những cái đồ cổ nè. Để mình coi người ta có cho mình quay không các bạn ơi. Chứ ở đây trời, quay phim sao mà khó khăn ghê luôn á, ở Ý đó. Người ta không có thoải mái cho mình quay phim đi sao á. Đó, nó có những gian hàng nè. Đã đi vô, mình coi chợ người ta bán đồ cổ nè, những cái đồ đặc biệt lắm chứ không phải bán đồ bình thường đâu các bạn. Đây mình quay cho các bạn xem nha. Đi về. Cô giá, à là bó xạ. Quét xạ. Em vì. Cô về vô chỉ đó, đi có đi. Ô, cái gian hàng này bà Ticola rồi chứ nè cả nhà ơi. Dạ. Bên là gỗ. Stupid. Ai vậy? Nó. À, nhà ơi, người ta bán rất là nhiều nữ trang luôn. Nữ trang đó đẹp lắm. Bên này bên là. Bella non copre niente. Ma guarda che bello che c'è qua. Đây là khách sạn mà khi mà những người thi hoa hậu á, người ta đến người ta ở đó các bạn. Đó, đây khách sạn rất là đẹp luôn đó. Cái khu này là cái khu mà dành cho thi hoa hậu của Ý đó. Khách sạn đây. Đây là Grand Hotel San Romano. Đó, khách sạn đó các bạn. Có chữ này. Đấy là cho những cô hoa hậu ở đó nha.
Là bên trong khách sạn đây các bạn ơi. Đó, cờ của châu Âu đó, các nước châu Âu đó. Đây, trước mặt mình là khách sạn nữa nè. Regina. Đẹp quá à. Ồ, khách sạn này lớn ghê luôn á. Sau lưng mình là khách sạn ở thành phố này nè. Cái thị trấn nhỏ này á là nơi mà tập trung những người đi thi hoa hậu của Ý. Và đặc biệt hơn nữa là ở đây có nguyên một cái khu mà để tắm nước nóng đó, nước khoáng nóng từ thiên nhiên á. Đúng rồi, nước nóng khoảng 30 mấy độ đó các bạn. Cái này mình có đi rồi, chỗ mình rất là thích luôn đó. Mà khoảng 2 năm nay cái coronavirus nó sẽ chưa có mở cửa lại đó. Bây giờ thì không biết mở cửa lại chưa, mình không biết. Nhưng mà chung quanh những cái khu nước nóng này nè, cái chỗ mà tắm nước nóng đó là mọc lên khách sạn rất là nhiều luôn. Người Ý người ta có thói quen đó là người ta sẽ đi chăm sóc da người ta và sức khỏe, chữa bệnh luôn đó. Tại vì nước khoáng nóng từ dưới đất ra lòng đất á, người ta đào lên, người ta dẫn mạch nước về là nước nóng tự nhiên luôn đó. Ở bên Ý rất là nhiều luôn các bạn, vì Ý có núi lửa đó nên có cái khu nước nóng như vậy đó. Bây giờ mình sẽ đi cái khu mà tắm nước nóng nha. Đó, mình sẽ quay phim cho các bạn xem cái khu đó là khu nào nha. Đó, giờ đi theo mình nha. Gì? Sì. Ở đây gì? Ôi đẹp quá à. Các bạn ơi, tòa nhà gì đây? Đây, có nhà hàng dễ thương chưa kìa. Ôi, mùa hè đó, mình thích những nhà hàng ngoài trời thì ghê luôn á. Phong bóng nữa nè. Ôi, cái tòa nhà này là tòa nhà gì đây? Janisica mà quét xa. Đó, mình hỏi anh coi cái khúc này là tòa nhà gì đây. Bây giờ sẽ đi vào trong xem coi cái tòa nhà này là tòa nhà gì đây. Đẹp quá à. Xì xì. À, cái số Umbaco. Umbaco về rồi. Xì xì xì. Mặt trời nó chiếu khó quá, tối thu nha các bạn ơi. Sao mình quay phim cho các bạn thấy đây, cái ngôi nhà rất đẹp luôn. Ở trong đây là mình đã nói rồi đó, ở trong đây là suối nước nóng đó, dành cho người ta đi, người ta tắm thư giãn vào mùa đông, mùa thu, mùa xuân. Nhưng mà bây giờ đóng cửa rồi. Đi nè, cái tòa nhà này nè, nên mình không có vô được đó. Đây, dưới đây có đài phun nước nữa nè. Trời, nó tối mà mặt trời á, mặt trời lúc mà 7 giờ đó, nó lặn xuống á, nên nó hơi tối. Đây là I know no you faccio video, grazie. Mình đang đứng mình quay phim, có cái ông người Ý á, ông hỏi là bạn ơi, bạn có muốn chụp một tấm ảnh không, tôi chụp giùm bạn cho, vì mình đang đi một mình á. Còn Jenny nhà mình á thì đang ở xa. Đấy, người Ý người ta dễ thương ha các bạn, rất là thân thiện luôn. Đây, mình đang đứng ở phía sau lưng của Tem nè. Tiếng Ý á, còn tiếng Việt Nam đó mà dịch ra ở trong đây là suối nóng nha, giống như sauna đó, ở bên Nhật đó. Đúng rồi, người ta sẽ vô đây người ta tắm, người ta thư giãn và đồng thời chữa bệnh luôn đó các bạn. Chữa bệnh luôn ha, rất là, nói chung là người Ý người ta rất là thích luôn. Mình đi cái này mình rất là thích, nó vào mùa thu và mùa xuân mình hay đi lắm. Nhưng mà khoảng 2 năm nay Covid là không có đi đó. Bây giờ người ta không có mở cửa ở trong này luôn, rất là đẹp ha. Nhà hàng rất là xinh luôn. Chào các bạn, mình đã quay phim cho các bạn xong rồi, bây giờ mình đi về nhà đây. Hẹn gặp lại video kỳ tới. Xin chào, nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Gianni. Qui salve.
Qui siamo a Salso Maggiore Termale, il famoso centro termale italiano. Ciao, salute. Sì, ciao. Ciao, ciao. Bây giờ đi về nhà nè. Ciao. Mình rất là tiếc đó vì mặt trời á, mặt trời 7 giờ tối á, mặt trời nó đang lặn á nên nó che mất cái tòa nhà rồi nên chụp được không đẹp, tiếc quá ha. Thôi để lần sau á, lần sau mình sẽ đi quay lại cho các bạn xem nha.